Xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ lên xả hàng cũng như là bán cho tất cả các bác và anh chị em các cái mã sản phẩm đây với cái giá là thanh lý thôi, giá cực kỳ là ưu đãi và cực kỳ là rẻ nhé các bác nhé. Thì đầu tiên đi qua các bác cho bên cửa hàng em Tuấn Audio xin một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho bên cửa hàng em Tuấn Audio. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì trong ngày hôm nay thì bên cửa hàng em mang ra ba dòng sản phẩm, đó chính là dòng sản phẩm vang số BFK306D cộng và một chiếc vang số X3 và cuối cùng là một chiếc vang số X8 OHM Canel X8 nha các anh nhé. Thì là những sản phẩm như thế này thì là ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ bán với cái giá là thanh lý thôi ạ, rất là ưu đãi cho tất cả các bác và anh chị em. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi và một chiếc vang số K306D cộng. BF Audio thì là nổi tiếng trên thị trường rồi, các bác đã nghe qua rất nhiều phải không ạ? Thì đây là một chiếc vang số thương hiệu của BF Audio và sử dụng phần mềm của vang số X3 các bác nhé. Chiếc vang số BF này sử dụng phần mềm của vang số X3 với bộ nguồn là nguồn xuyến và bộ bo mạch cũng như là bộ chip xử lý giống iDuc của X3, cũng cho chúng ta là bốn đường ao ra ở đằng sau. Bốn đường ao ra này, các bác nhìn xem, đó rất là thoải mái phải không ạ? Và có quạt tản nhiệt làm mát, công tắc bật tắt này, một jack USB RS232 này, đấy bốn đường ao ra và chip xử lý cũng là Analog Device các bác nhé, Analog Device 21375. Đó, nếu mà chip xử lý cao cấp hơn thì nó sẽ là Analog Device 21489, rất là hay. Và cái dòng này, sản phẩm này thì ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ bán cho tất cả các bác và anh chị em giá thanh lý thôi. Chỉ có 1.900.000. 1.900.000 các bác đã có thể sở hữu được một chiếc vang số BFK306D cộng phải không ạ? Vang số BFK306D cộng rất là đẹp, rất là tuyệt vời, với vẻ mặt là màu trắng này. Màu trắng rất là đẹp nhé. Các bác mà đam mê mà màu nhẹ nhàng màu trắng thì hãy mua em này luôn cho em. Rất là hay tiếng, rất là ok, đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu cũng như là về tiếng echo cũng như là reverb của cái sản phẩm này. Ôi, bỏ qua em vang số BFK306D cộng thì ngày hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc vang số X3. Đây là hàng bãi các bác nhé, hàng bãi mà thật sự với các bác là vẫn rất là đẹp. Rất là đẹp. Đẹp lên đến dòng này nó 95-96% vẻ đẹp bề ngoài luôn, thật sự các bác nhìn như là mới. Đó, anh nói chung là nó cũng bị xước xác một vài chỗ rồi, hàng bãi không thể nào tránh được các bác nhé. Nội thất bên trong thì cam kết và đảm bảo là zin bao đẹp cho tất cả các bác nhé. Đây, quay nội thất cho các bác xem, chip Analog Device 21375 này. Đó, đây quay gần vào các bác sẽ thấy hơn. Đó, mà cái bo mạch thì của các dòng sản phẩm này thì đều đã được nâng lên. Đó, và các con tụ xếp rất là đàng hoàng đẹp đẽ này. Đó chính là những cái dòng sản phẩm mà vang số gọi là vang bãi chính hãng mà chất lượng các bác nhé. Và bên cửa hàng em Tuấn Audio thì luôn luôn bán những cái dòng sản phẩm vang bãi chính hãng và bao zin bao đẹp cho tất cả các bác và anh chị em, nên là mọi người yên tâm khi mà sử dụng mua hàng bên em. Và với một chiếc vang số X3 thì chắc chắn rồi, vẫn sẽ bán với cái giá là 1.900.000, trong đó đã bao gồm phí ship và tặng các bác đầy đủ phụ kiện nhé khi mà các bác cần. Bỏ qua chiếc vang số X3 thì đây là một chiếc vang số OHM Canel X8. Thì dòng sản phẩm này sử dụng phần mềm vang số X8 các bác nhé. Với những con tụ này, tụ nhôm ở đằng sau này, xếp rất là đẹp các con tụ này. Đó, các con chip xử lý cũng khá là hay. Và cái dòng này thì được nhà thiết kế cũng như công ty đưa ra một cái sáng tạo rất là hay. Đó chính là cái bo mạch của nó thì lại được trang bị là một màu xanh lá cây. Còn bo main bên dưới thì lại được trang bị là một màu xanh nước biển. Nhìn nó cũng khá là lạ mắt. Nhiều bác bảo là không biết thì bảo là đây là cái dòng sản phẩm nó đã bị thay thế rồi, đã bị chỉnh sửa rồi. Nhưng mà không phải đâu ạ. Bên cửa hàng em Tuấn Audio cũng đã tìm hiểu qua về dòng sản phẩm này rồi. Thì nó là cái thiết kế của nó như vậy nha các bác nhá. Và cái chất lượng của nó khi mà ao ra, các cái đường ao ra và cũng như là các cái đường tiếng ra thì nó cực kỳ là hay luôn. Về cái độ echo và cái reverb thì khẳng định với các bác là nó hay hơn những cái dòng sản phẩm BF cũng như là vang số X3 rồi. Và với cái
Dòng sản phẩm vang số X8 thì nó phân khúc rất là cao. Và trong ngày hôm nay thì bên em sẽ nên bán cho tất cả các bác và anh chị em với cái giá chỉ còn là 2.700.000. 2.700.000 các bác có thể sở hữu được một chiếc vang số X8 thương hiệu OHM Gnel. Bên em sẽ bao gồm phí ship và cũng như là chi phí bảo hành cho tất cả các bác và anh chị em khi mà mua tại cửa hàng bên em nhé. Và cái dòng vang số OHM Gnel X8 này thì đã cho chúng ta 6 đường ao ra. Nó rất là thoải mái. Khi mà các bác muốn cho ra bao nhiêu thì bao nhiêu. Nó không phải là 4 đường ao ra như những chiếc BF K306D cộng nữa. Mà nó cho chúng ta 6 đường ao ra rồi. Phân khúc cao hơn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tốt hơn, phải không các bác? Và giá tiền thì nó cũng sẽ ưu đãi hơn. Và ngày hôm nay thì bên em chủ yếu là mang ra 3 sản phẩm thanh lý cho tất cả các bác và anh chị em. Nếu mà các bác quan tâm đến các sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và cũng như là giúp các bác mua hàng sao cho là hợp lý và ổn định nhất về các cái sản phẩm, sao cho vừa chất lượng này, vừa hợp giá cả này, vừa hợp với không gian phòng của các bác cũng như là cái gia đình, cái nhu cầu của gia đình mình đang cần nha các bác nhé. Vậy em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em.